ancak il bile gösterge olup vermez kaytalan dolup dolup. Hai, chào anh em, mình là Lật Tay Đòn Quân đây anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục bắn Free Fire nha anh em. Trận này đen quá anh em. Mình không quay từ đầu anh em. Từ đầu thì mình lúc quay thì mình quên không bật. Đến tận bây giờ mình nhớ phát hiện ra. Không sao nha. Cố ấn đầu, cố anh em. Rồi một thanh niên đang chạy trong vùng Poison nha. Thanh niên này khả năng là sẽ hết giáp rồi. Rồi mình cứ rỉa cái này, không thấm bao nhiêu anh em, chỉ cấu được một tí. Rồi bé sẽ di chuyển sang khu vực bên thung lũng nha. Xem thanh niên nào chơi mình ai à. Trên núi có thanh niên này, phát hiện rồi nha. Từ bây giờ lấp cái anh ạ. Không bắn trực diện bộ. Hai chạy thì mình sẽ đi team với bạn Hoàng nha. Và cạy cái bơm máu phát anh ạ. 15 bình dùng bao giờ chưa hết. Dùng. Rồi thấy rồi. Ơ như thanh niên boss hay sao anh ạ. Hình như thanh niên này boss rồi anh ạ. Ngon một đống nặng súng trường luôn anh ạ. Đang thiếu súng trường. Đầu từ đầu chặn ra mình chơi ấy à, đây thấy một thanh niên rồi. Đấy, sấy gần thì nó thấm hơn anh ạ. Ồ, thanh niên cũng ngục rồi. Chết chết chết, mình danger anh ạ. Cố chạy ra nhặt hay thôi lui. Thôi lui anh em nha. Lui nó an toàn hơn anh ạ. Chứ không nguy gì nhỉ. Liều gì. Từ đầu chặn ra mình trả nhặt tí đạn trúng trường đó anh ạ. Bây giờ mình có được mấy cái nhỉ. Đầu chặn ấy thì đạn trúng trường mình nó chỉ trong cái khoảng từ 40-50 viên thôi anh ạ. Lên bắn toàn kiểu tiết kiệm ấy. Còn về gì nhỉ, tiểu liên nhặt đống luôn anh ạ. Em mới đen, ủi chết bạn Hoàng bắn rồi. Khả năng bây giờ không ra cứu được anh ạ. Rồi sorry bạn nha. Cái này bây giờ có hai trường hợp. Một là ra cứu được thì ok. Hai là mình ra cứu mà bị bom nó rơi thì cũng đen anh ạ. Rồi khả năng không cứu rồi. Thôi sorry bạn nha. Giờ bây giờ mình sẽ trả thù rồi. Còn 5 thanh liên nha. Năm thanh niên này, à thấy một bóng thanh niên rồi anh ạ. Từ đâu nhỉ? Đây đây, mình thấy cái đầu ấy anh ạ. Một phát, ngon. Rồi tiếp tục là còn 3 thanh niên nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lấp đằng sau cho mấy thanh niên kia bắn nhau nha. Không ham hố còn gì anh ạ. Cố giữ cái top 1. Không biết 3 thanh niên còn lại phải cùng team nhau nhỉ? Khả năng mong là không nha. Trong 3 thanh niên còn lại mà cùng team mà thôi vỡ mồm. À đây, thấy một thanh niên rồi này. Ngon, chết rồi bạn ơi, chạy đâu nữa. Rồi còn 2 thanh niên nữa nha. Thôi bây giờ cũng chả cần ra loot đồ đâu anh ạ. Mình đồ cũng nhiều, ra loot nó bắn cho cái thì cũng tội. Rồi lại một bạn nữa bị hạ nha. Rồi, còn mình với một bạn nữa nha. Hoặc quả mình sẽ xuống chơi khô máu luôn anh ạ. Không biết bạn nữa ở đâu nhỉ. Thể bạn ở trên núi này hay ở dưới thung lũng ta. Mình đứng ở đây me me thôi anh ạ. Me cả trên cả dưới thì nó an toàn hơn. Từ xuống. Hay bây giờ xuống thấp nhỉ. Được anh ạ. Thì bây giờ xuống thấp thì nó sẽ có nhiều nhà để lúp hơn. Vẫn chưa bạn đấy đâu nha. Cái bo này khá là rộng anh ạ. Nên tìm nhau thì nó cũng là hơi khó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra dò bo nha. Dò bo để xem thanh niên đấy đâu. À quên, dò bo để xem điểm bo cuối anh ạ. Rồi. Đây là có tiếng súng nha. Rồi rút 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 anh ạ. Chắc chắn bạn ở gần đây thôi. Bạn lắp giảm thanh nha. Chắc luôn anh ạ. Chắc chắn thanh niên này nhìn thấy mình rồi anh ạ. Mình đoán là chỉ ở khoảng hướng N15 phút hay là N30 thôi. Khoảng đấy thôi anh ạ. Chứ không ở đâu xa được. Đâu nhỉ? À đấy. Ê bạn gì ấy. Rồi ok, thanh niên này vẫn chưa thấy mình nha. Rồi một phát. Rồi ok, ngon. Top 1 rồi anh ạ. Rồi chắc clip mình đây kết thúc nha anh em. Nếu anh em nào mà muốn solo hay là kết bạn giao lưu thì anh em có thể kết bạn với ID của mình nha. Thì là ID là bao nhiêu nhỉ? Mình không nhớ lắm, mình như là 60915 2345 nha. Và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.